nhiều lắm chị ơi. Hay chị sau này mà mình thấy có điều kiện á thì quá mừng rồi. Chứ mình đâu có nghĩ là mình sống ở đất nước này đâu. Không bao giờ mình nghĩ mình ở đây nữa. I work hard, I do things for others, even I get paid, and I believe that I should get something done for me too from somebody else. Oh, I love him. I just love him. Chị biết không, nhiều khi tụi em có nấu được nồi cơm, ví dụ đó, ở đây đâu có cần gì phải ấy đâu, nấu nồi cơm, làm chút xíu đồ ăn, rồi ăn ở đây, rồi có cái không ngủ đây thôi. Rồi mình đi về nhà mình ngủ cứ sáng tới đây rồi tối về, chị biết không? Hàng chị đông ra nó thương, nó thân thiết lắm. For years there have been three hazardous chemicals that have been standard ingredients of nail polish. Dibutyl phthalate, formaldehyde and toluene. They are collectively known as the toxic trio and have been associated with cancer, birth defects, asthma and other chronic diseases. Gồm cả những sản phẩm làm móng tay được an toàn trước khi được bán ra thị trường, để chúng tôi không còn phải làm việc trong nỗi sợ hãi nữa.